Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị. Nga có dễ thắng Ukraine. Nguồn tin từ tác giả Nguyễn Hữu Phú. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cũng như nhiều người trên thế giới, sức mạnh vượt trội của quân đội Nga với những lời nhận định đầy u ám của Tổng thống và các lãnh tướng Mỹ Tôi cũng nghĩ rằng quân đội Ukraine sẽ bị Nga đánh bại chỉ trong vài ngày, nhất là trong điều kiện chiến tranh với nhiều vũ khí hiện đại có sức sát thương và tính hủy diệt cao như hiện nay. Mọi hy vọng, mong chờ, chỉ mong vào lòng dũng cảm, tính hy sinh, sự kiên cường của quân đội và người dân Ukraine khiến cho họ không ngã gục. Và điều đó đã xảy ra. Ngay trong những giờ đầu của cuộc chiến xâm lược, Nga đã phá hủy hầu hết những mục tiêu trên mặt đất đã được định vị của quân đội Ukraine. Vâng, những mục tiêu này là cố định, là bất động sản nên nó không biết chạy để tránh né. Nhưng những người lính Ukraine thì không. Họ đã kịp thời tản ra và hạn chế những thương vong mức thấp nhất. Không còn những căn cứ quân sự hoàn chỉnh, nhưng những người lính Ukraine vẫn còn sống và đứng trên mảnh đất quê hương của mình với khẩu súng trên tay. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu vẫn tiếp tục gây nên những tổn thất cho quân thù. Không phải là những cuộc dạo chơi vào các đô thị lớn của Ukraine sau khi đã dùng vũ khí hạng nặng, hủy diệt hầu hết những cơ sở vật chất quan trọng như dự tính. Quân đội Nga đã vấp phải sức kháng cự bất ngờ và bền bỉ từ phía những người lính trong quân đội của Ukraine và của cả những người dân ở những đô thị đó nữa. Những đô thành ngập khói lửa nhưng không hề là mảnh đất tan hoang, không người, mà lính Nga muốn đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Không dễ chiếm những đô thị của Ukraine. Những vũ khí hạng nặng có thể phá hủy trong phút chốc những tòa nhà, nhưng không thể tìm diệt từng người dân. Người lính Ukraine đang ẩn khuất trong những ngóc ngách mà họ thuộc như lòng bàn tay. Còn đối với quân Nga thì hoàn toàn xa lạ. Putin có vẻ như đã quá chủ quan, khinh địch khi nghĩ rằng chỉ cần y thị sức mạnh quân sự áp đảo rồi lên tiếng kêu gọi đầu hàng thì những người lính Ukraine sẽ buông súng vì hèn nhát, sợ chết. Có vẻ như Putin đã sai khi nghĩ rằng người dân Ukraine dễ dàng từ bỏ chính phủ do họ lập nên khi mà kêu gọi đảo chính, lật đổ người đứng đầu. Và người dân Ukraine sẽ đổ ra đường để chào đón đoàn cân Nga, chỉ cần những chiếc xe tăng ấy gắn cờ đỏ búa liềm, gợi nhớ thời kỳ hai quốc gia còn chung trong một liên bang Viết thời chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội có lẽ vẫn là lý tưởng của putin và y muốn nó quay lại để làm đại đế thống trị cả một liên bang xô viết trải rộng ngút ngàn qua nhiều quốc gia như những tổng bí thư liên bang xô viết ngày nào nhưng đối với người dân ukraine thì không cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn trên từng ngõ ngách từng phố phường từng đô thị từng người dân ukraine vẫn cầm súng bắn thẳng vào quân thù xe tăng treo cờ đỏ búa liềm cũng bị các tên lửa vác vai hạ gục cháy rụi trên đường xâm lược. Từng đoàn quân nhu, vũ khí, lương thực, thực phẩm của các nước châu Âu vùng Baltic đang vượt biên giới để đổ về Ukraine càng lúc càng nhiều để giúp quân dân nước này cầm cự với quân xâm lược đến từ nước Nga. Trong khi đó, nước Nga đang bị bao vây kinh tế, cấm vận, nhận trừng phạt từ hầu hết những nước mạnh trên toàn cầu. Một bên đang được bơm sinh lực trong mọi tình huống. Một bên đang bị rút cạn sinh lực bằng mọi cách. Nếu Nga không chiếm được Ukraine nhanh như dự kiến, thì xem ra quân đội nước Nga sẽ xa lầy trên những cánh đồng lúa mì bất tận tưởng chừng như hiền hòa của Ukraine. Nên nhớ, tất cả những viên đạn, những quả pháo đều được tính bằng tiền mà nhà nước Nga thì không giàu có gì. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết tác giả Nguyễn Hữu Phú, Nga có dễ thắng Ukraine. Đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau